Em chào các bác, hôm nay là lần đầu tiên em test cho các bác nghe thử chất âm của cặp loa mà anh em hay hay chơi là với những cái dòng nhạc sàn, nhạc DJ và thậm chí là hát karaoke nhé. Hôm nay em ghép một Columbi, nó là dòng Class A. Và các bác thấy là cặp HF10 này ngoài những cái dòng nhạc em đã nói với vừa nói với các bác đấy, thì nó nghe nhạc vàng cũng rất là hay. Đấy. Nhân đây thì cũng thấy là các bác thấy là cái cách phối ghép ấy, với cặp HF10 này nhá. Nếu mà các bác mà nghe DJ sàn rồi các bác hát, các bác ghép đờn âm. Đấy, nhưng mà khi mà em kết hợp với cả Marantz Esotec PM4 này ấy, thì nghe nhạc vàng này, cặp này thì cũng rất là hay luôn. Đấy, đây là một cặp tương đối đa năng và nó không sử dụng gân. Vừa rồi thì em có tháo clip trước, em có tháo gân cho các bác xem ấy, à tháo loa cho các bác xem ấy. Nó sử dụng hai tầng nhện. Đấy. Thì cái vấn đề phối ghép thì lúc nào cũng cũng rất là nóng. Đấy, cặp loa như thế này, nhưng khi kết hợp với đờn âm thì tiếng bát đoánh thì những clip trước em đã test cho các bác rồi. Nhưng clip này thì lại một góc nhìn mới của HF10 nhé. Do đó là các bác chơi loa bấm ly bãi cũng phải hiểu là không phải những cái cặp loa cây mà các bác xem thường về chất nhạc vàng của nó đâu. HF10 rồi kể cả những cái cặp LX1000 đi nữa này, hoặc 4800 của JB này, hoặc Jamo 707 nhé. Các bác đến bên em sẽ phối cho các bác xem mỗi con âm ly nó sẽ có một cái chất để phù hợp với cái gu nhạc của các bác. Vấn đề là các bác thích nhạc gì. Anh em vẫn có thể kết cái dáng của con HF10, nhưng anh em lại thích cái chất nhạc, các bác nghe nhạc gì nhiều, các bác qua thì bên em sẽ tư vấn cho các bác ghép con âm ly cho nó phù hợp. Đấy là vấn đề. Dòng Esotec PM4 này thì em ghép phải loa Mỹ tương đối nhiều. Hôm nay cho các bác trải nghiệm thử với cặp HF10. Đây, nhìn lại cảnh của cái cặp bộ này hôm nay nhé. Đấy, sơ qua như vậy và vẫn em vẫn luôn luôn nhắc các bác là loa và âm ly thì thường nếu mà đứng rời nhau thì không gọi là chán với hay được. Một con âm ly thì không có âm ly chán và cũng không có âm loa chán hay là gì đâu. Vấn đề là các bác phối ghép như thế nào đâu. Còn chưa phối ghép đúng thì tiếng nó sẽ không phát huy được. Đấy. Thường là cặp HF10 này thì anh em sẽ nghe những cái dòng nhạc mạnh. Đấy, và kết hợp hát karaoke. Clip này thì chia sẻ các bác một góc nhìn mới của cặp HF10 thôi. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh để em sẽ đưa những cái bộ phối khác để phục vụ các bác, cho các bác trải nghiệm luôn qua màn hình của YouTube khi các bác quyết bộ nào là nó ưng ý ngay. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.